Wow, đẹp quá. Rồi, đây sẽ Hay là chụp. làm văn phòng trên này ta? Ừ. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay chúng ta lại có mặt tại một địa điểm rất là đặc biệt. Đó là bức tường vàng Cối Xay Gió, một địa điểm mà đã từng tạo nên một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với các bạn trẻ muốn du lịch và check-in tại Đà Lạt. Thì ngày hôm nay mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp một người đã khai sinh ra bức tường vàng Cối Xay Gió, một nơi mà có rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn tuổi teen, rồi những cái cặp đôi yêu nhau lên muốn có một tấm hình hoặc là một cái kỷ niệm cho mình thì luôn đến đây. Thì ngày chúng ta hôm nay chúng ta đã có mặt tại một địa điểm mới, nó không còn nằm ở khu Hòa Bình nữa mà nó nằm ngay tại 19 Tăng Bạc Hổ. Thì Vũ sẽ chèn một cái map mini để cho mọi người thấy được cái địa điểm từ cái bức tường vàng Cối Xay Gió cũ đến đây như thế nào nha. Thì Vũ cũng ngày hôm nay Vũ có hẹn với bạn founder, cũng là người khai sinh ra bức tường vàng Cối Xay Gió, và mong rằng là chúng ta sẽ có những cái cơ hội trải nghiệm cũng như là họ tìm hiểu được là vì sao bức tường vàng Cối Xay Gió thay đổi địa điểm và được dời tới đây. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ bước vào một vị trí rất là thú vị. Đây, bên ngoài nó là cái cửa ấy mọi người, mà bên trong anh có thể xem cái này không em? Ồ, là cái à, cái này đúng không? Ồ, 780.000 cho cái áo này. Chúng ta lại quay trở lại với cái gói cơm chiên mắm phô mai đã từng mua ở trên chỗ Winmill bán 2. Đa phần là các đặc sản, mít sấy, da cá, trứng muối. Không gian ở trong này mọi người thấy không, rất là dễ thương luôn. Chúng ta lại gặp bánh mì Bà Cối, cà phê Chú Xay và thức uống Cô Gió. Ở đây đa phần chỉ có vậy thôi. Ngày hôm nay ngoài cái việc là Vũ ghé đến đây để thăm một người bạn của mình là Phong. Ô, chào. Chào. Thì thật sự là Vũ đi đi xin nó tài trợ cái văn phòng. Ok. Ô, đi lên luôn đi, đi lên luôn đi. Đi đường nào, đi đường nào? Đây là phòng họp. Cũng phải họp vào về đó mấy bạn đang set up sơ thôi đúng không? Tại vì phòng hiện tại chỉ có một phòng duy nhất bên đây động thôi. Ừ. Tại một cái phòng này thì các bạn chỉ ngồi để check việc thôi. Ừ. Thì cũng còn phòng nữa này. Đây phòng nữa. À. Hiện tại thì kiểu ở đây thì giữ lại một số cái cơ bản của cái tòa nhà thôi. Của cái trần. Ừ. Wow, đẹp quá. Hay là làm văn phòng trên này ta? Làm lấy chia sẻ trên này nè. Trên này thì, sau này làm một cái gì đó nó kiểu wow, đẹp quá. Tuy nội bộ thôi, vui vui. Quá đẹp, quá đẹp. À, công nhận chỗ này đẹp. Đẹp. Cái nhìn nhìn chúng ta sẽ thấy được cái khu vực phòng này là một. Là nó sẽ xẻ một nửa cái phòng này ra. Cái phần cái tầng. Hiểu rồi, à, hiểu rồi, hiểu rồi. Nửa cái phòng ra là một cái phòng dài, bên kia một cái phòng kia là phòng dài. Đúng, đúng. Còn hai góc này hai phòng nhỏ. Rồi. Thì nếu mà trường hợp bắt cái phòng dài kia là chắc chắn hồi nãy mình vô coi á, mà bây giờ chưa làm gì nhiều, như điều sắp tới là bên Quân Miêu đóng á, thì để ghế rồi về mình sửa lại. Ok bên ok. Hòa Bình đóng á, đem ghế về thì sửa rồi, treo đèn treo đồ thì rất là đẹp. Thì okay. Còn một đó thì còn cái phòng đó nằm sát đó ok á. Phòng nằm sát đó được á. Thôi chọn phòng đó đi, Phong tùy Phong chọn. Vũ xin nhờ đi nhờ tài trợ thôi mà. Ví dụ như là một là phòng này. Rồi đi qua đây học phòng này luôn, tức là nguyên cái xa khúc này. Ok, hiểu. Về phòng này đi, phòng này ok mà. Đây là office. Trong này có toilet mà đúng không? Có toilet. Ừ. Đây là office của Jay Sai. Có thể thêm một số, ví dụ như
bỏ ra 280.000 mua mấy con ngói, một viên ngói, mấy viên ngói sáng á. Ờ. À, hiểu. Sáng rất là đẹp. Vũ sửa lại được, Vũ có mà. Thì nó có thể đặt cái lỗ nó bự hơn, cho nó thoáng hơn, đặt cái lỗ bự hơn. Là chỗ rất là đẹp, tại vì bên kia cũng ok lắm á. Rồi sau đó thì nếu mà họ ví dụ đây là kiểu bỏ huy chương rồi. Đúng rồi, huy chương nó bây giờ nó đang lạc tung lung tung hết, cờ vẫn đang dưới Sài Gòn luôn. Họp á thì qua đây. Họp qua đây ngủ. Ờ đó. Nguyên các bạn, tại vì bên đây là sắp tới là sẽ nguyên những cái dãy dài cho team hệ thống để làm training. Chiếu mấy chiếu lên. Có mấy chiếu luôn rồi, ok. Để làm training. Thì chỗ này là kiểu như đi họp, chạy xa qua đây họp luôn. Rồi đúng rồi, hiểu. Lúc mà đặt biển đặt biển chạy xa đó. Ngay đây, ừ ngay đây. Ừ. Trên. Ờ chính nó không được. Có chạy xe là mọi người tới mọi người thấy được. Rồi hiểu. Đây có hiểu. Cái khu à hiểu. Ok đúng không? Ok luôn đó. Đúng thôi, hai phòng này. Good. Họp qua đây. Họp thì qua đây, họp chung. Ồ ok đó. Khu này được nè. Khu này là chị Huy Chương rồi này kia ở đây. Đúng rồi. Xong rồi bước vào đây là phòng LB. Mấy anh em đang tính là sơn màu đen luôn. Ok vậy chồng hôm nay nha. Rồi cảm ơn Phong thiệt là nhiều. Rồi tặng của Phong. Đông Kỳ Hotel. Yeah. Cái khu bên này đã đầu tư làm gì chưa ta? Chưa, sắp tới là không biết. Ờ, nguyên đây là sắp tới là ngồi rất là thích sofa, ngồi nhìn xuống. Đang các bạn đang chuyển sofa lên. Đây. Wow. Rất là đẹp. Đẹp ha. Ngồi khoái ha. Bàn thì khác rỉ. Xin chuẩn luôn. Ngồi ở trên này nè, nhìn xuống bữa tối đẹp lắm luôn á. Ha, khu bếp mở. Mấy giờ bên này khai trương không ạ? Mở cửa chứ. 5 giờ. Hồi nãy là các bạn đang họp họp team, họp rip, ok, xong rồi bắt đầu dọn dẹp. Khu này tuần sau sẽ đóng full hai khu kia. Đông lắm á chứ. Thì cũng tương đối. Full ở đây bao nhiêu người? Full kia là có 70 người. Rồi. Có hẹn mấy đội đang làm booking cho quán. Full sofa của quán buổi tối. Trên bàn có thấy hình của kỳ sĩ Duke OT. À wow, nè em focus vào vụ này nè. Hay không? Wow. Nói chung là Vũ là luôn luôn phục cái vụ của Phong là luôn đầu tư cái kiểu chi tiết, đầu tư lúc này những cái chi tiết nó rất là thú vị luôn. Những cái nhỏ. Nè gạch nè, xếp cái gạch này khùng luôn nha mọi người. Này và phải cực kỳ tính toán cái kiểu. Đúng. Xếp cái gạch này. Cưa mà để xếp cái này nó không phải đơn giản đâu nha. Thì đang hiện tại thì ở Đà Lạt cũng là một trong những quán có top về dàn loa tốt. Wow. Dàn loa của mình là 7 tỷ. Ghê. Còn phải đầu tư tiếp. Ê mọi người sắp tới có Vũ diễn nữa nha, mà không phụ Vũ phải Vũ này. Vũ kia. Có Lily có Vũ là ngày mấy? City Trip. Vũ là ngày 24. Ồ, 24 mình quay trở lại đây nha mọi người. City Trip okay nhớ 26. Không nhớ nữa. Ừ, nhớ like nha. Like là Vũ quay lại. Sẽ ship rồi vô đây. À, mỗi lần biểu diễn xong rồi ở trên đường phía trên. Trên đầu mình bây giờ đèn cũng xuống. Toàn bộ ở đây là các bạn sẽ cái nghề của mình gọi là nghề Mystery Trip Bar. À? Đó hôm trước Vũ kêu wow hay ta, đúng công nhận thiết kế có sáng kiến không, hay không? Của Đông Kiều OT. Đúng rồi, mũi giáo của Đông Kiều OT này, cây mình đang trồng là cây trên dây. Nó sẽ quấn như vậy, quấn lên hết. Nhưng mà đường này có thể đi ra được nè. Nếu mà mình đặt cái lối kia mình sẽ đi qua ra. Ra được mà. Còn cây bơ nữa nè, rồi tới mùa bơ rồi. Tha hồ bơ luôn. Bữa tối ở đây thì đẹp hơn. Bữa tối quay. Đợi có bữa có Vũ đi. Có Vũ qua quay chút. Rồi. Đang sửa chữa được ngoài đây nhiều. Cái này mà còn phải làm nữa Phong. Cái này Vũ thấy là nếu mà như ý tưởng của Phong mà chia sẻ với Vũ từ trước á là đây mới được có 60 70 chứ mấy. Đúng rồi. Mua còn quá trời luôn. Thông tin hôm trước mình chia sẻ trong clip trước là đúng gì? Đúng luôn, đúng là cái nhận định của Vũ luôn. Vũ nói là Phong á không á, kiểu này là chắc chắn nó sẽ có một chỗ khác thú vị hơn liền tức khác luôn. Khi mà nghe xong một phát là phải có 10 ngày nè, đang mọi người đang nhủ ở thu nhĩ Sài Gòn nè. Wow. Tức là mình đi thu thập và mua lại cái áo thun bị vứt đi hoặc là bỏ.
xong mình dừng lại. Và đây là câu chuyện của cuốn xe gió được sắp tới tất cả mọi thứ. Ví dụ câu chuyện này là câu chuyện của một cái cuốn xe gió gì đó, tủ bánh mì đỏ. À rồi. Story đây là tủ bánh mì đỏ. Story bên kia là một câu chuyện về là chợ đồ si. À chợ đồ si. Và chủ yếu có một chiếc, có một cái, một chiếc xe của xe gió nữa. Ghê. Xe cổ là xong rồi, xong rồi. Hôm nay đến có rất là nhiều thông tin từ từ quay từng cái rồi. Wow, ok, ngày hôm nay tới rất cảm ơn Phong nha. Ok đã tay cho